Đấy, đi chợ đấy, cảnh cái chợ đấy. Đây, cái này không không phải là nước vối đâu. Rượu đấy. Cái lọ chúng cất rồi. Đâu, từ từ đấy, mà lại. Nhưng mà thế là hôm nay mang cái lọ đi là vừa chứ. Vừa đấy. Đâu, lọ là cái nào? Lấy rồi. À, lấy rồi à? Nọ đâu rồi. Không, mà cái đấy là vừa đấy. Sao lại sang tiền liên tục đấy? Chú kỷ niệm cái lọ mà. À thế à? Hôm nào phiên chợ lại cho cháu cái lọ nhé. Ờ, mê, cái gì được mà. Ấy vui thì. Không, nếu mà thích sưu tập cái chú nhiều bạn. Chứ cháu thì không uống được. Okay. Ờ, đi đâu đây? À, chung cây à? Biết thế nào không mà bán? Đấy, nắng lắm. Nắng, ngồi giải khát một rượu. Bên kia có cây tổ tùng. Có khỏe kìa. Nắng lắm. Cây của mình thì phơi nắng kia đi trông cây ông tỉ à? Công này. Và ông Công vứt xe phơi nắng kia rồi. Vừa cụ gọi vào tưởng uống nước mơ, hóa ra là một nửa cốc xuống dưới đây mới biết. Ra đây cả ruột. Sợ quá. Anh Trung ạ, các cụ tưởng đang uống nước mơ cho người người tưởng nước mơ thật. Cái gì ạ? Cụ bên kia thế là làm nửa cốc vào đến đây rồi biết. Sợ quá. Tưởng nước mơ. Vâng, vài giải khát. Mùi thơm thơm giật mình tưởng nước mơ. Cụ cho cả cốc có to này có đá. Giờ chưa xong sớm mà có cái đá. Tưởng nước mơ. Làm hơi sâu quá rồi. Rú đến ruột rồi biết. Rượu em ấy. Rượu chú Cường uống em. Toàn rượu ngon. Biết sáng ngày nào súc miệng gần chục chai bia. Ngủ mất nửa. Khỏe thật. Có tay đấy. Điều đấy. Đấy. Chỗ này nó lại mát lâu nhỉ. Hay có gió mát lâu. À Tuyền. Dạ. Xì mềm nuôi vọng được ấy. Lấy đi anh để hợp lý cho chú. Anh cũng phải để nuôi tiếp thôi anh. Chưa em giờ. Chuyện lấy phôi mà con này phôi có gần cút rồi. Lấy nhà đáng bao nhiêu nhìn đẹp lắm nhưng không làm gì được. Mới lấy nhà ở đâu? Tính nó đấy. À rộng không? Rộng à? 30m được. 30m bé tí. Ôi giờ tầm ý ở ngoài đây phải cố gắng. 30m ở ngoài đây nó nặng đạn này. Lợi ngân hàng tí. Giả dân. Đấy cả góp ấy. Mỗi tháng hơn 1 triệu. Nhà chung cư á? Đất. À đất sổ đỏ. Nhà đất luôn. À. Thế thì cần dạo này có dám mua gì không? Hôm trước thì mới mua cái này. Lâu lắm mới mua cái này. Thích cái loại làng luôn ý á? Hôm nào anh lấy cho bài cây. Lấy thì nhiều người thích lắm. À. Một máy. À. Quan trọng là cố gắng lấy được đá lên hết. Ờ, người ta dễ. Và nhiều người thích lắm, người ta không dám mua. Chứ đẹp là vùng đen kia có con chợ đồn kia. Để nhà kia. Xanh. Xanh quê. Kia, nó đang chờ kia. Đấy. Chả để ý đấy. Bây giờ thì thấy đẹp mấy cũng chịu. Ờ. Để sang bên đấy hả? Có vẻ dư giả nhá. Đang chạy nợ cơ mà. Này. Ui à, đẹp đấy nhỉ. Cái xanh đấy. Cây đấy là về mấy tiền đấy bác? Cây đấy mấy tiền? Thế còn cây này? Đã. Cây này? Cây 5 triệu. Đằng kìa. Thêm nó là lấy. Chú yên tâm đi chú ạ, cho bán ở nhà nó mang đi. Cái suối đẹp quá nhỉ. Quá đẹp.
xanh lá liễu hay sao nhỉ? Lá ớt anh ơi. Ớt. Xanh lá ớt. Nhưng mà cái suối đẹp quá. Cái suối này nhiều tiền không? Dạ. Cái suối này bao nhiêu tiền? 6 triệu. 6 triệu. Đẹp nhỉ? Dạ. Này ngồi dưới này thì không sợ người ướt mưa. Chú làm cái quê em chơi rồi. Xanh đẹp. Đẹp này nhưng mà cái cụ là không thích đi. Chán nhỉ. Cây này là to, cây này là to. Này có mang cây nào đi không? Em mang cái định tới là toàn nám. Ôi thế giờ lại có thêm cái món tẩy trái này. Vâng. Hay quá. Và vừa vào xúc miệng không lộ chưa? Men cây cây kia sợ quá. Chú ấy cũng mời em một nằm một hớp thôi nhưng mà tại chưa ăn sáng nên không dám uống. Không, cứ tưởng là nước mơ. Làm hơi sâu quá xuống đến đây mới rồi. May còn pha đá đấy. Đấy, câu cá thì cứ tưởng nước mơ chứ. Cần cây này có nhiều tiền không? Cây này đã. Đây là 6 triệu rưỡi. À. Nhìn già ghê nhỉ. À đâu, đây là cây cái xanh. Xanh mà răm này như du ấy nhỉ. Xanh. Già ghê nhỉ. Dáng quá đẹp. Nghệ nhân cứ đọc số đi. Anh em nào thích thì gọi luôn trực tiếp. 0981 0981 83 78 98 Nghệ nhân Hùng Đen. Nhà còn nhiều cây đẹp á. Không mua cái này còn mua cái khác. Tí là rút đấy. Chống được tí thôi. Nằm quả lá vào cho nó chuẩn. Bên này đẹp. Đấy, nắng lắm. Cây còn mệt nữa là người. Đẹp đúng không? Trồng nó như cái đồng trồng. Trồng nó vào cái chậu khác đẹp hơn. Lùi lùi ra tí. Đấy, ngồi dưới kia được. Không bị ướt. Bên này đẹp. Cái này thiên tạo làm sao mà làm cái này. Cái này là bị bụi dập nhiều, bị dẫm lên, bị trâu nó liếm nhiều. Trâu chứ không dẫm. Đấy, nhưng mà nó có cái bệ ra thì cây xanh ở dưới. Không, chả cần, cái này bệ thì lại xấu. Đài xe này nó đẹp. Anh nhìn cái đầu trâu nhỉ. Cái cây này lên trậu lâu rồi, nó lá nó nhỏ này đúng không? Vâng. Làm nhỏ chứ mà làm lâu rồi. Làm lâu rồi. Xanh này phải đưa một cái xanh bấm nhiều. Đây nó đang bị chìm bệ. Nhài cũng đẹp. Chất xì hôm trước đây. Con này rút phát thì dám được đút cả ra luôn. Ăn vặt nó ngồi để chậm lâu quá rồi. Xì hôm trước đây. Lá đẹp chứ, lá ớt. Lá ớt. Chất lá đẹp. Xanh lá ớt. Cũng có nét riêng. Trèo điện ngay cạnh cái trèo thẳng. May có cái ổ nhỉ các bạn. Đây cái ổ hôm trước. Ừ, hôm trước mà có cái tối bạn người mà cái cây quyết vôi ra thiếu táo vui tí thôi chứ các bạn. Chứ giờ bác chồng hoặc là bạn trai có nghe thấy lại nhiều khi hiểu nhầm. Cây cũ của anh Hiếu, đây có cây là hán mới của anh Hiếu thì bác có số rồi nhá. Cảm ơn xin không tiện nó nhiều. Hả? Này ông Trương ạ, cũng đi. Đây nó cũng đi. Ok, cái chiếc nó ở đây. Mấy người sẽ đi. Không có đi.
biết tên gọi nó không biết tên gì thế không đâu, hình nó Thái Bình không à. Mấy hôm nay nắng quá không đi. Hai bên này cái gì nắng quá đâu không cây huyền rất đẹp mà ôi đẹp không tiếc quá đấy. Mua này về về vợ không bao giờ nói gì nói chung nhỉ. Và ông nào chơi mua cái này về vợ không bao giờ nói ôi rồi yêu ghê nhỉ. Tao vừa cắm cái này ở đây thì mày cắm vào đây. Ok đâu đây đây bảo nó phải mọc trên đá mọc như ấy. À ơi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Đây 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 đây. Cổng đi cả. Cho tí xi vào. Đấy. Nhìn đẹp. Xanh nó gọi là hoa đá. Đấy, bây giờ ông nào mà chơi mà mua cái này về là vợ không bao giờ nói gì về có hoa. Chuẩn luôn. Có tác dụng. Mùa này về tặng vợ coi như là mùng 8 tháng 3 không cần cây 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 bán thì chậu không bán à đẹp lung linh yếu rồi sang luôn thôi nắng lắm tí được ra kia tí được.